phản ứng trái ngược về ông Musharraf tham dự vào cuộc bầu cử. Tin từ Rawalpindi, hai ngày nữa, cựu tổng thống Pakistan Pervez Musharraf sẽ trở về quê sau gần 4 năm sống lưu vong tại Dubai. Ông Musharraf tuyên bố sẽ đáp một chuyến bay thương mại tới thành phố Karachi vào Chủ nhật, kịp thời gian để tham dự cuộc bầu cử quốc hội dự trù vào tháng 5. Kế hoạch chính trị của ông được đưa ra bất chấp các đe dọa an ninh và khả năng bị bắt giữ. Ông Musharraf là lên nắm quyền trong một cuộc đảo tránh vào năm 1999. Ông đã từ chức vào năm 2008 khi đồng minh của ông thua cuộc trong cuộc bỏ phiếu và chính phủ mới đe dọa luận tội ông. Ông đã rời khỏi Pakistan một năm sau đó vì cựu tướng quân đội phải đối mặt với khả năng bị bắt giữ ở Pakistan với các cáo buộc rằng ông không cung cấp đủ an ninh cho cựu thủ tướng Benazir Bhutto trước khi bà bị ám sát vào năm 2007. Phó Chủ tịch Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan của ông Musharraf là Rashid quashi nói rằng ông Musharraf không nên bị bắt giữ khi tới nơi. Sau khi về nước, ông Musharraf sẽ dự trù tới dự một cuộc tuần hành ở thành phố Karachi, ước tính có tới hàng chục ngàn người tham dự.